Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Đầu tiên hết là sự chia rẽ của Hội đồng Bảo an Liên quốc trong việc mà có thể chấp nhận cho giới chức của Taliban được di chuyển ra bên ngoài quốc gia này hay không. Bản tin từ Liên quốc cho biết là sự chia rẽ trong Hội đồng Bảo an Liên quốc đã không đạt được thỏa thuận là gia tăng cái việc mà cho ít nhất là 13 viên chức của Taliban có thể bay ra khỏi Afghanistan và có thể di chuyển qua những quốc gia khác vào giữa đêm thứ sáu. Các giới chức ngoại giao của Nga và của Trung Quốc muốn cho phép 13 người này có thể bay tới Hoa Kỳ và một số quốc gia Tây Phương bất kể có cái sự phản đối của vai trò Taliban trong vấn đề quyền con người và kể cả việc mà quốc gia này đã từng cam kết. Nga và Trung Quốc yêu cầu có thêm thời gian cho tối ngày thứ Sáu để duyệt xét một bản kế hoạch của phía Hoa Kỳ. Trong đó, giới chức ngoại giao của Hội đồng bang cho biết là phát biểu trong điều kiện giấu tên và đối bên đã phải thảo luận trong vấn đề tiên tư. Trong đó thì cho tới giờ phút này việc mà tái lập và việc cấp chiếu kháng cho 13 viên chức của Taliban vào ngày thứ hai à, và chiều ngày thứ hai và trước đó thì phía Nga và Trung Quốc đã yêu cầu phía của Hoa Kỳ và các quốc gia khác phải đồng ý. Hàng chục nhân viên của Taliban đã bị cấm vận bởi Liên Hợp Quốc từ nhiều năm nay và họ không được phép bay qua ra khỏi những cái khu vực mà bị cấm và trong đó tất cả tài khoản của họ và họ bị cấm kể vận kể cả vũ khí tuy nhiên một vài viên chức của Taliban đã được cho phép bay qua với tính chất là để mà tà các cuộc đối thoại và tái lập hòa bình và ổn định tại Afghanistan kể từ khi mà Taliban chiếm quyền tại Afghanistan vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái Hoa Kỳ và NATO vẫn tiếp tục có những cái À, duy trì tất cả các cái lệnh đối với lại phía Taliban trong đó thì à, cả hai Hoa, Hoa, Kỳ và NATO đã có cuộc chiến tại đây 20 năm và có khoảng 700 người đã bị thiệt mạng và 1.400 người đã bị thương à, trong việc mà gọi là rút quân ra khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn trong khi đó thì phía của Hội đồng Bảo an trong ngày tháng 6 cho biết rằng các cái lệnh cấm vận nhắm vào Taliban ít nhất là ban lệnh cấm với lại hai viên chức của Taliban có thể bay tới à, các quốc gia khác sau khi mà những viên chức này đã có hành động được xem là dập tắt quyền phụ nữ, trong đó gồm có Saif Ahmad Sheikh và quyền Bộ trưởng Giáo dục là Abdul Baki Bashir Awasha là là những nhân vật đã được xem là đã bị cấm vận bởi cộng đồng quốc tế và khối Tây phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Nga tuyên bố là sẽ có cuộc tập trận chung giữa Nga và Kazakhstan bản tin mới nhất cho biết là ông vladimir putin loan báo cuộc gặp gỡ với lại à, à, tổng thống của afghanistan là kasim joma tokayev và đôi bên à, sẽ có cuộc tập trận với cái tên gọi là collective security treaty organization gọi tắt là csto và chưa biết được là cuộc tập trận này sẽ diễn ra vào khi nào À, bản tin mới nhất từ ở phía à, vùng tây á và tây bá lẻ cho biết thì à, các bộ trưởng của các cơ quan ở trong chính quyền của chúng tôi đang làm việc để có được cái cuộc tập trận này và đây là cuộc hợp tác quốc phòng nằm trong cái à, à, hiệp ước gọi là csto và trong đó thì à, phía hoa kỳ cho biết là liên bang nga và cộng hòa kazakhstan đã từng có những cái cuộc tập trận trước đây và kể cả lúc mà nga xâm lăng ukraine tuy nhiên Kazakhstan đã từ chối lên án nga trong việc xâm lăng à, xâm lăng về à, Ukraine và trong đó thì à, ngoài ra thì Kazakhstan cho biết họ không có thừa nhận cái gọi là Republic of Donbass tức là một cộng hòa Donbass và bác bỏ tất cả những cái việc mà chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của họ à, và theo yêu cầu của Liên bang Nga đây được xem là một cuộc hợp tác về quân sự mới nhất của nga và Kazakhstan cùng một lượt thì 6 người của à, tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông đã bị kết tội âm mưu lật đổ chế độ. Bản tin mới nhất cho biết là 6 người Hồng Kông nằm trong phong trào dân chủ và nhóm sinh viên đã bị kết tội vào ngày thứ Bảy à, các tội về âm mưu lật đổ chế độ à, nằm trong đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đã áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông. À, đến cái trường hợp của người thứ Bảy, tức là bị cáo thứ Bảy vẫn chưa được giải quyết và cần có thêm thời gian cho vấn đề cố vấn pháp lý theo tường trình của phía Hồng Kông cho biết thành viên của nhóm có, có tên gọi là Retaining Valiance à, tuổi từ 15 tới 25 à, họ đã bị bắt hồi vào năm ngoái trong việc mà gọi là có cái âm mưu à, lật đổ chế độ sau khi mà họ tổ chức một cái cuộc à, gọi là bỏ phiếu vào à, năm 2020 bảy người đã bị bắt giữ vào tháng 5 à, sau khi mà có những phát biểu ở trên cái mạng xã hội và trong đó Bắc Kinh quy tội cho họ là âm mưu lật đổ chế độ tờ báo South China Morning Post chỉ ra cho thấy nhưng và cũng không cho biết tên của những người này tuy nhiên thì phía của chính quyền cộng sản Trung Quốc đã áp dụng đạo luật an ninh quốc gia vào mùa hè năm 2020 và sử dụng đạo luật này để truy tố tất cả những ai đã từng tham dự lãnh đạo cái phong trào biểu tình ở Hồng Kông năm 2019 và trong đó thì họ đã lên tiếng và nói rằng đã tới lúc chấm dứt cái chế độ cộng sản và câu nói này đã bị xem là lật đổ chế độ đây được xem là một trong những bản án mới nhất mà bắc kinh đã áp dụng đối với những nhà bất đồng chính kiến và những người có tư tưởng khác biệt với đảng cộng sản và đạo luật an ninh quốc gia đang bị lên án gây gắt bởi khối tây phương và cho rằng bắc kinh sử dụng đạo luật này để mà đàn áp tất cả những nhà bất đồng chính kiến và đó là phần tin quốc tế ngày hôm nay. Trở lại phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã chấp thuận lên tới 750 triệu Mỹ Kim cho các cơ sở tiểu thương trong nguồn cung cấp về ngân sách, trong đó đặt cách ở 4 tiểu bang. Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu đã chấp thuận thêm cho các tiểu bang về dự tính hỗ trợ cho các tiểu thương trong chương trình gọi là Small Business Credit Initiative trị giá 750 triệu Mỹ Kim và tổng số tiền mà giúp cho các cơ sở tiểu thương trên toàn quốc sau phục hồi của đại dịch là 2.25 tỷ Mỹ Kim và 10 tỷ Mỹ Kim trong chương trình này là đã à, giúp đỡ cho tất cả những cái à, cơ sở tiểu thương vừa mới bắt đầu hoặc là một số những cơ sở tiểu thương khác phát triển và nằm trong cái à, cộng đồng và trong đó thì có khoảng à, À, có à, cứ mười 10, mười 10 đồng à, đầu tư vào đây thì một đồng sẽ được trừ khấu trừ trong cái à, nguồn của người đóng thuế và trong đó theo tường trình cho biết là đã có một nó nằm trong cái ngân sách là 1.900 tỷ mỹ kim trong cái đạo luật mà ông joe biden đã đạt được vào năm 2021 à, gọi là american rescue plan act và trong đó các tiểu bang đã được loan báo vào ngày thứ sáu vừa qua nhận được cái số tiền này là new york colorado oregon và montana à, trong việc mà có thể hỗ trợ cái nguồn là Tiền mặt và tài chính cho tất cả những cơ sở được là start-up hoặc là những cái cơ sở được xem là có được cái uh, uh, cái, uh, cái uh, phát triển về mặt tiểu thương của họ. Phía New York đã chấp thuận lên tới 501.5 triệu Mỹ kim với số tiền, số tiền này. Trong khi đó thì bộ tài chính cho biết là họ sẽ cho thêm 154 triệu Mỹ kim cho việc mà hỗ trợ cho những tiểu thương thông qua các cái công ty tài chính tư nhân và Colorado đã được chấp thuận lên tới à, 1.04 104.7 triệu, Mỹ kim và Oregon được 83.5 triệu Mỹ kim, Montana thì được 61.3 triệu Mỹ kim theo tường trình của Bộ Tài chính cho biết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump cho biết sẽ có những hành động pháp lý tiếp theo sau cuộc đột kích tại Mar-a-Lago cựu tổng thống trump trong ngày thứ sáu loan báo là ông sẽ chính thức sẽ có một cái đơn kiện và dựa trên cái tu chính án số 4 của hoa kỳ để đối phó lại với cuộc đột kích của maalago ông đã đưa ra lời phát biểu này trên trang tru soso và thảo luận với nhóm pháp lý của ông để bắt đầu khởi kiện bộ tư pháp và fbi trong việc mà đột kích vào nhà của ông ở tại Florida trong tháng này và chúng tôi sẽ có hàng loạt các cái đơn kiện dựa trên cái tu chính án số 4 và sẽ à, có cái à, và trong đó có hành động bức hại và bởi gia, gia đình của tôi ở Malago và trước khi mà có cái cuộc bầu cử giữa mùa vì cựu tổng thống viết như trên và quyền lợi của tôi cũng như là quyền lợi của tất cả những người dân Hoa Kỳ đã bị vi phạm trầm trọng ở bởi cái hành động này của FBI và nhớ rằng họ đã đặt à, gián điệp trong cái chiến dịch tranh cử của tôi và họ đã thực hiện cái chương trình săn lùng phù thủy ở Hoa Kỳ trong suốt thời 6 năm qua và chưa có một hậu quả nào trong tất cả những cái trò này của họ và không thể được cho phép để tiếp tục lời phát biểu của ông đưa ra chỉ một ngày vài ngày sau khi mà nữ chánh án bruce record đã chấp thuận cho việc mà gọi là công bố cái bản tuyên thệ cũng như là cái bản văn bản về cái tiến trình đột kích vào nhà của cựu tổng thống trump tôi đã à, chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể à, đưa ra cái à, toàn bộ à, cái bản văn bản này và một phần văn bản sẽ được công bố bà red hot đã cho cho biết trong ngày thứ năm theo tường trình của tờ báo gọi là uh, palm beach post và đây là một phần trong việc mà cho chúng ta minh bạch tất cả mọi việc đó là bản tin liên quan tới tình hình của cựu tổng thống donald trump Cùng một lượt thì các chuyên gia lên tiếng và nói rằng việc gia tăng sản xuất chất lithium ở tại Hoa Kỳ thì vi phạm môi trường cũng không kém gì loại dầu thô. Việc gia tăng cái việc sản xuất tại nội địa chất lithium nhằm để có thể thúc đẩy việc sản xuất xe hơi và chạy bằng điện trong cái dự tính Green Energy của ông Jordan đã có thể... Uh, trong đó thì có thể sẽ là giúp cho có thêm những cái... Uh, tấm panel solar hoặc là những cái điện mặt trời hoặc là những cái bình điện cho các cái xe điện có thể sẽ vi phạm môi sinh không kém gì việc mà có cho phép khai thác dầu thô tại hoa kỳ Lutium được xem là một trong những khoán ngõ là ép những cái đá và những cái nguyên liệu gốc từ ở đá đất ra trở thành luthium và trong đó thì chính quyền của châu bên cho biết sẽ chi ra khoảng 3 tỷ mỹ kim để có thêm những cái bình điện chạy bằng lưu à, Trong đó thì à, họ cho biết rằng là Số tiền này sẽ giúp đỡ trẻ có thể sản xuất các loại xe điện Và là Hoa Kỳ có khoảng à, phân nửa xe điện Chạy trên toàn quốc từ đây tới năm 2030 Tuy nhiên điều quan trọng nhất Là khai thác đất đá Và cái thứ hai là extract Tức là biến nó thành nguyên liệu à, lưu Đây là hai cái tiến trình quan trọng Để chế tạo chất lưu Và trong tiến trình này Thì nó đã sản xuất chất carbon đa, tương đương hoặc có thể hơn cả việc mà sử dụng nguồn dầu thô trong cuộc nói chuyện với lại các chuyên gia về ngành khoáng mỏ cho biết thì việc mà extraction tức là việc mà cạn lọc và à, biến chế các cái mỏ than các cái mỏ đất đá trở thành chất lưu trium thì nó cũng có cái mức gọi là vi phạm môi sinh không khác gì với dầu thô hay sử dụng than đá và nó chiếm khoảng từ 1.9 cho tới 5.1 gigaton của chất carbon thảy ra ngoài trong mỗi một năm. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và cho thấy rằng chính quyền của Joe Biden thúc đẩy việc sản xuất xe điện cho từ đây cho tới năm 2030. Tuy nhiên, mức ô nhiễm về carbon sẽ không suy giảm khi mà giảm đi dầu thô hay là cả nguồn khí đốt thiên nhiên, nhưng bù lại, việc khai thác các khoáng lưu lithium cũng sẽ gây ra ô nhiễm không kém gì việc khai thác dầu thô và khí đốt, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Đảng Hòa chỉ trích chính quyền Joe Biden đã không làm đủ vai trò đối phó với Trung Quốc trong vấn đề của Đài Loan. Chính quyền của Joe Biden đã không làm đủ vai trò trong cái chiến lược bảo vệ cho Đài Loan từ sự bất hại của cộng sản trung quốc đó là một trong những lời cáo buộc của các nhà lãnh đạo à, lập pháp trong đảng cộng hòa lời chỉ trích này chỉ à, trên 2 tuần sau khi mà trung quốc có một cái cuộc tập trận lớn xung quanh đảo quốc đài loan và trong đó gần như đã đã gây ảnh hưởng tới cái về tình trạng gọi là di chuyển trên toàn quốc tế và kể cả cái nguồn cung cấp trên toàn cầu và gia tăng sự lo ngại là sự xâm lăng vào đảo quốc này sẽ được thực hiện bởi chính đảng cộng sản trung quốc các nhà lập pháp đã lên tiếng và chỉ trích chính quyền Joe Biden đã không có một chiến lược rõ ràng ở trong cái vấn đề đối phó với lại sự bức hại của Trung Quốc, à, kể cả việc mà ông Anthony Blinken trong tháng 5 nói rằng Hoa Kỳ sẽ không tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc à, trong khi mà đang có những cái lên tiếng cáo buộc là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những hành động bức hại đối với Đài Loan. Chính quyền này đã không có à, đã nhận ra được cái sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ dường như là thiếu một cái chiến lược rõ ràng để có thể hợp tác an ninh để mà đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc kể cả các quan điểm của ông bộ trưởng ngoại giao Anthony Blinken trong cái lời phát biểu của ông ta về Trung Quốc đó là lời phát biểu của dân biểu Michael Marcos thuộc đảng Cộng Hòa và là thành viên uh, uh, cao cấp ở trong cái quỹ ban đối ngoại của Hạ Viện và trong đó thì đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách gọi là tăng cường cái uh, mạng lưới quân sự của họ ở tại khu vực cũng như cắt bỏ các cuộc đối thoại về quân sự với Hoa Kỳ sau khi mà có chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi. Bà Đài Loan cần phải là được ổn định trong cái chiến lược Indo-Pacific và nó cũng nằm trong cái an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải bảo vệ quyền lợi và chúng ta cần phải đối phó với sự gia tăng bức hại của Trung Quốc ở tại khu vực. Đó là lời phát biểu của ông Macron đã đưa ra. Bên cạnh đó thì các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cũng đã chỉ trích chính quyền của Joe Biden đã suy yếu trong đầu tháng này tiếp theo sau khi mà ông Joe Biden đã không có một thái độ dứt khoát sau chuyến viếng thăm của bà Nancy và các nhà lập pháp của đảng cộng hòa trước đó đã cáo buộc chính quyền này đã cố tình trì hoãn tất cả các chiến lược Indo-Pacific để tạo cơ hội cho đảng cộng sản Trung Quốc có cơ hội bành trướng và đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Các uh, <laughs> một trong những nhân vật được xem là khá quan trọng đó là cựu thứ trưởng đặc trách về hải quân là Seth Kropsi à, trong tháng năm cho biết ngũ giác đài đã thiếu một cái chiến lược quan trọng à, trong kịch bản mà Đài Loan bị xâm chiếm đây được xem là câu hỏi và Hoa Kỳ sẽ đối, đối diện như thế nào nếu như không có một chiến lược khi mà Trung Quốc tấn công Đài Loan và xâm chiếm Đài Loan ông Kropsi đã đưa ra một cuộc à, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quý vị cần phải có một kế hoạch và ít nhất một số kế hoạch để quý vị có thể đối phó và chúng ta không thể lặp lại cái kịch bản của ukraine đây được xem là lời cáo buộc mạnh mẽ của các thành viên trong đảng cộng hòa sau khi mà chính quyền Jordan đã có một cái thái độ khá nhu nhược tiếp theo sau cuộc tập trận khổng lồ đe dọa của trung quốc đối với lại phía đảo quốc đài loan cùng một lượt thì một chỉ huy trưởng của lực lượng để thất hạm đội hoa kỳ lên tiếng và nói rằng Trung Quốc trong thời gian gần đây đã có những cuộc ngăn chặn tất cả các máy bay của đồng minh và của Hoa Kỳ một cách thiếu an toàn. Chỉ huy trưởng của lực lượng để thất hạm đội của Hoa Kỳ ở tại Á châu Thái Bình Dương lên tiếng cho biết, thời gian gần đây Trung Quốc đã có nhiều cuộc ngăn chặn các cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ và đồng minh và đây là được xem là một trong những cái à, cuộc ngăn chặn thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Phó đề đốc Karl Thomas, người lãnh đạo chiến lược quan trọng ở tại khu vực Indo-Pacific trong cuộc họp báo tại Singapore vào thứ ba tuần này, trong đó cho biết rằng là những cuộc mà đưa máy bay lên ngăn chặn các chiếc máy bay của Hoa Kỳ và đồng minh đã thiếu chuyên nghiệp và thiếu an toàn từ các chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc và trong đó thì vị trí huy trưởng này cho biết là đã có một cái sự hiểu rõ về cái quy tắc về của cộng đồng quốc tế và cần phải có một cái thái độ chuyên nghiệp hơn ông Thomas cho biết và họ gần như là có thái độ rất khiêu khích và hung hăng khi mà ngăn chặn các chiếc máy bay của Hoa Kỳ và đồng minh bay ngang các khu vực được xem là nằm trong hải phận quốc tế. Việc mà ngăn chặn bởi các chiến máy bay của Trung Quốc đã được báo cáo gần như mỗi tháng. Trong tháng 7 thì một chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã có một cái, ngăn chặn một cái chiếc C-130 tức là một chiếc máy bay vận tải cơ của Hoa Kỳ à, và một cách thiếu an toàn và Bộ Quốc phòng đã không lên tiếng cho biết chuyện này xảy ra ở khu vực nào. Ngoài ra thì Hoa Kỳ và đồng minh đã đã thường xuyên bị ngăn chặn một cách à, thiếu an toàn từ các chiếc máy bay của Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2021. Bản báo cáo này cho thấy rằng là có hàng chục các cái cuộc ngăn chặn của Trung Quốc à, đối với các chiếc máy bay của Canada, của Hoa Kỳ, của Úc và kể cả của Nhật bay ngang cái khu vực gọi là À, được xem là vào vùng biển quốc tế và trong đó bao gồm luôn việc một chiếc uh, ps của úc đã từng bị ngăn chặn bởi hệ thống radar và hệ thống uh, chiến đấu cơ của trung quốc đây được xem là mức gia tăng đối đầu của trung quốc và của hoa kỳ cùng với các đồng minh trên các khu biển mà vị đề đốc này không nói rõ là biển nào tuy nhiên người ta dự tính rằng là tất cả những cuộc đụng độ này và những cuộc nhăn chặn thiếu an toàn này đã xảy ra trên biển đông biển đông trở thành cái điểm nóng đối đầu giữa hoa kỳ và trung quốc trong thời gian gần đây đặc biệt là trong cái quần đảo trường sa nơi đang có tranh chấp chủ quyền của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đây được xem là bản báo cáo mới nhất của người đứng đầu để thất hạm đội của hoa kỳ tại á châu thái bình dương đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay một chiếc tàu chở hóa chất đã bị tai nạn ở bên bờ biển phía nam của nhật bản bản tin từ tokyo cho biết một chiếc tàu chở hóa chất của nhật bản đã gặp tai nạn và đang bị chìm ở bờ biển phía nam của nhật bản theo tường trình của lực lượng tuần duyên đưa ra ngày thứ bảy không có ai bị thương trong tổng số là 6 thủy thủ đoàn của chiếc uh, tàu chở hàng và tàu chở hóa chất có tên là uh, Rio, Rio Sinamaru và 14 thành viên của uh, Trung Quốc đã ở trên chiếc tàu này uh, có cái tên gọi là uh, sinh si C299 và cái tai nạn này đã diễn ra đang nằm trong cuộc điều tra cả hai chiếc tàu này đều đã chạy uh, cách nhau khoảng uh, 3.5 km và rồi thì đôi bên đã có sự đụng chạm khiến cho nó bị gặp tai nạn ở ngay trên cái bờ biển Kusimoto theo tường trình của giới gọi là tuần tra của Nhật Bản cho biết như trên. Và hiện nay đã có một số những cái dầu khí đã bị lít ra từ chiếc tàu chở hàng này và một số những hóa chất đã bị rỉ ra từ cái chiếc tàu này. Chiếc tàu này đã rời khỏi bến cảng ở Kobe để nhận tất cả những hóa chất và di chuyển ở một nơi khác và cuối cùng tai nạn đã xảy ra và hiện nay thì họ đang gửi cái gps để cho thấy được là tại sao dẫn tới nguyên nhân đụng của hai chiếc tàu phía trung quốc cho biết là lực lượng có sky tức là lực lượng tuần duyên của nhật bản đã bất ngờ à, bao vanh họ ở đây là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra ở bờ biển phía tây nam của nhật bản đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu thái bình dương ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu thái bình dương và nam á ngày hôm nay sri lanka đã chính thức yêu cầu phía nhật bản là giúp cho họ trả những món nợ dành cho trung quốc sau khi mà họ đã vướng vào cái bẫy nợ ngoại giao Tổng thống của Sri Lanka trong ngày thứ năm lên tiếng và nói rằng ông có thể yêu cầu Nhật Bản giúp Sri Lanka có thể gia, à, có được những món nợ và trả những món nợ cho phía của ngân hàng Trung Quốc và Ấn Độ giữa lúc mà quốc gia này đang rơi vào các cơn khủng hoảng kinh tế, xã hội lẫn chính trị. Ông Tổng thống Ranil Wickremesinghe cho biết là ông đã ông sẽ bay tới Nhật Bản vào tháng 9 này để thảo luận với Thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida có một vài cái cú điện thoại cần thiết và tôi hy vọng rằng có thể giúp chúng tôi giải quyết các với các chủ nợ mà chúng tôi đã yêu cầu Nhật Bản làm điều này ông tổng thống đã cho biết như trên Sri Lanka hiện đang có số nợ lên tới 10 tỷ Mỹ kim trong các cái nợ song phương ca tính cho tới tháng 8 năm 2022 và 44% tổng số nợ này là nợ của Trung Quốc và phía bộ tài chính của Sri Lanka cho biết rằng họ hy vọng <laughs> Nhật Bản sẽ giúp cho Sri Lanka trả bớt khoảng 32% món nợ của họ đang nợ của Ấn Độ và một số quốc gia khác là khoảng 10%. Và ông Tổng thống Mỹ cho biết là để có thể giúp cho cơn cho cả quốc gia này thoát khỏi một cơn khủng hoảng về xã hội và kinh tế. Sri Lanka hiện đang nợ của Trung Quốc khoảng 6.5 tỷ Mỹ Kim và đã yêu cầu phía Bắc Kinh là tái cấu trúc lại các món nợ của họ. Tuy nhiên phía Bắc Kinh dường như đã từ chối và trong đó họ tiếp tục duy trì quan điểm là Sri Lanka phải trả nợ. Trong khi đó thì Ấn Độ đang cho Sri Lanka vay số tiền khoảng 4 tỷ Mỹ Kim trong cái credit line để có thể giữ cho nền kinh tế quốc gia này có thể kéo dài cho tới cuối năm. Đây được xem là một trong những lời yêu cầu mới nhất của Sri Lanka nhằm thoát khỏi cái bẫy nợ ngoại giao mà họ nợ từ phía Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu, Thái Bình Dương và vùng Nam Á. Trong khi đó thì Trung Quốc đã thắng một hiệp với Hoa Kỳ sau khi cướp trên tay một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Thái Lan được xem là một đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ và giờ đây gần như là họ đã bỏ rơi tất cả các hợp tác với Hoa Kỳ và chuyển qua Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết cuộc tập trận mới nhất gần đây giữa Thái Lan và Trung Quốc ở tại khu vực biên giới của Thái Lan và Lào. <laughs> và trong đó, ông Prayut, thủ tướng của Thái Lan đã bắt đầu tìm cách mua rất nhiều những cái cuộc những cái vũ khí từ phía Trung Quốc. Cuộc tập trận này kéo dài 11 ngày có tên là Fan Constride năm 2022, được thực hiện bởi lực lượng không quân của Hoàng gia Thái Lan ở phía bắc của Thái Lan vào ngày Chủ nhật gần biên giới của Lào. Và trong đó thì Thái Lan cho biết họ đã mua khoảng 380 triệu Mỹ Kim, các cái nguồn cung cấp về quân sự từ Trung Quốc bao gồm luôn cả một chiếc Submarine, tức là một chiếc tiền tiểu đỉnh, đỉnh dành cho hải quân của Thái Lan. Trong khi đó thì Trung Quốc đã cắt bỏ các cái kênh đối thoại về quân sự với Hoa Kỳ để phản ứng với chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi bà đến Đài Loan trong tháng này. Và trong đó thì lực lượng PLA đã có hàng loạt các cuộc tập trận xung quanh đảo quốc Đài Loan và Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin đã từng viếng thăm Thái Lan vào tháng 6, một phần trong nỗ lực cố gắng tìm cách gọi là duy trì các đồng minh và đối tác ở khu vực. Tuy nhiên thì giờ thời gian gần đây, Bắc Kinh đã thay thế Hoa Kỳ trong vị trí cung cấp nguồn vũ khí cho Thái Lan và gần như là Bắc Kinh đã đã, đã tài trợ phần vũ khí cho lực lượng quân đội vốn là lực lượng quân việc của Thái Lan đã kiểm soát quyền lực trong mấy năm gần đây và trong đó bao gồm luôn cả cái hệ thống xe tăng và kể cả các cái hệ thống xe độ thiết sao đổ bộ của của Thái Lan đều nhập cảng từ Trung Quốc đây được xem là một trong những cái cuộc giành ảnh hưởng và cuối cùng thì thái lan đã ngã theo phía của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu thái bình dương cùng một lượt thì giữa lúc mà mức nóng và tình trạng hạn hán vẫn tiếp tục thì trung quốc đã bắt đầu có những cái hành động cắt giảm nguồn điện và ngưng lại các chuyến gọi là xuất cảng ra bên ngoài sau khi mà có tình trạng hạn hán nặng tại trung quốc gần như một nửa tất cả các mặt hàng xuất cảng của Trung Quốc đã bị ngưng lại sau khi có tình trạng nóng bức tại Trung Quốc là được xem là nóng nhất trong vòng 6 thập niên qua dẫn tới tình trạng hạn hán cao tại quốc gia này. Mức nước tại sông Dương Tử được xem là có mức độ rất thấp và trong đó gần như đã không đủ cung cấp nguồn nước và nó được xem là mức thấp nhất kể từ năm 1951. Và trong lúc mà tình trạng quốc gia này đang đối diện với một cái sức nóng của mùa hè khiến cho Trung Quốc đã phải giảm tiền việc tiêu thụ điện ở một số à, tỉnh ở nằm ở phía nam và trong đó thì mức độ trung bình sức nóng của mùa hè đã lên tới 104 độ à, cho một tháng qua ở tại Trung Quốc và điều này dẫn tới việc Bắc Kinh đã bắt đầu ngưng lại tất cả các cái chuyến xuất cảng ra bên ngoài kể cả các bến cảng ở Thượng Hải và kể cả ở Hạ Môn và ở Quảng Đông nhằm có thể giữ lại tất cả những cái nguồn dự trữ và cung cấp cho thị trường của Trung Quốc giữa lúc mà quốc gia này đang đối diện với cái mức nóng bức của mùa hè và tình trạng hạn hán đã diễn ra ở phía Nam. Trước đây thì tình trạng hạn hán đã diễn ra ở phía Bắc của Trung Quốc gần Nội Mông. Tuy nhiên ở phía Nam thì những trận lũ lụt trên dòng sông Dương Tử đã khiến cho các bờ đê bị lỡ sạt và mất mùa. Nay thì tình trạng hạn hán đã diễn ra và mực nước sông Dương Tử được xem là đã thấp nhất trong vòng 6 năm qua, à, 6 tập niên qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan lại tiếp tục phát hiện ra 17 máy bay quân sự và 5 chiến thuyền của Trung Quốc xung quanh đảo quốc này trong ngày thứ Bảy. Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết họ đã xác nhận và đã phát hiện ra 17 chiếc chiến đấu cơ và 5 chiếc chiến thuyền của lực lượng quân sự Trung Quốc xung quanh đảo quốc của Đài Loan vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy. 17 chiếc máy bay của lực lượng Không quân Piolay à, bao gồm 7 chiếc đã xâm nhập qua cái làn tranh đỏ ở trên eo biển Đài Loan ở phía Tây Nam à, và đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không công của Đài Loan. 7 chiếc khác à, gồm có một chiếc Xian 7 tức là một chiếc chiến đấu cơ và quanh tạc cơ hai chiếc Su-30 và hai chiếc Senjan J-11, một chiếc uh, máy bay gọi là trinh sát cơ chống tiềm tỉ đỉnh và trong đó chiếc Su-30 đã bay ngang qua làn ranh đỏ ở phía bắc và trong khi đó những chiếc khác thì xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ở phía nam. Bộ quốc phòng của Nhật uh, của Đại Loan cho biết họ đã phải huy động cái hệ thống uh, phòng không gửi chiến đấu cơ lên và sử dụng hệ thống radar. Để trục xuất các chiếc này ra khỏi cái không phận của Đài Loan, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, Nhật Bản đã qua mặt Thụy Sĩ trở thành nguồn cung cấp vàng lớn nhất cho Đài Loan. Nhật Bản đã trở thành quốc gia cung cấp vàng cho Đài Loan lớn nhất ở Đài Loan qua mặt Thụy Sĩ trong một bản báo cáo được đưa ra vào ngày hôm nay thứ bảy sự hiện diện của Đài Loan trong vấn đề mà xác nhận về tất cả những cái giá trị của vàng trên thế giới đã qua mặt Thụy Sĩ và theo tường trình của Bộ Tài chánh Đài Loan cho biết từ tháng Giêng cho tới tháng 7 năm nay Đài Loan đã nhập 34% lượng vàng từ Nhật Bản, 21% từ Hồng Kông và chỉ có 18% từ Thụy Sĩ. Và con số này cho thấy là Nhật Bản dần dần đã lấy lại thế đứng của họ sau một thời gian bị suy thế dài. Và việc giá trị vàng được xem là khá mạnh ở trong cái tình trạng mà các quốc gia tại Á Châu đã lâm vào tình trạng đối phó với lại cái dịch bệnh cũng như cuộc chiến tại Ukraine. Trong năm 2021 thì Đài Loan đã nhập tổng cộng trị giá là 2.58 tỷ Mỹ Kim vàng. Tiếp theo những năm sau đó là năm 2020 21 thì họ đã gia tăng cái mức lên tới 1.97 tỷ Mỹ Kim và 2.22 tỷ Mỹ Kim. Và hiện nay thì gần như là giá vàng ở Đài Loan đã nhập cảng khoảng 1 tỷ Mỹ Kim trị giá vàng và 8% ít hơn so với cùng thời kỳ năm ngoái và Nhật Bản đã trở thành đối tác cung cấp vàng lớn nhất cho Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự cuối tuần này. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!